Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò đang đến gần. Những ngày này cùng với các cơ sở lưu trú trên địa bàn, các nhà hàng, quán ăn phục vụ ẩm thực tại thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách. Với món ăn đa dạng, nhà hàng đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, cùng kinh nghiệm 10 năm phục vụ trong lĩnh vực ăn uống. Nhà hàng Giang Bính, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã tuyển thêm nhân viên, hợp đồng nguồn thực phẩm có chất lượng, sửa chữa, thay mới một số phòng ăn, đồng thời cử nhân viên đi tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng giao tiếp để đón và phục vụ khách trong dịp lễ hội sắp tới. Trung bình một ngày nhà hàng đón và phục vụ khoảng 1.000 lượt khách. Chúng tôi đã tuyển dụng thêm nhân viên để đảm bảo cho công tác phục vụ đối với khách hàng, và về các cái nguồn thực phẩm thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị và cũng có sự lựa chọn những cái thực phẩm tươi ngon. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chú rất quan tâm đến cái vấn đề là để vệ sinh an toàn thực phẩm. Là cơ sở dịch vụ ăn uống mới thành lập, ngoài việc đầu tư cơ sở tầng khang trang sạch sẽ, có vị trí thuận lợi thoáng mát, nhà hàng Rừng và Biển đã kết hợp những nguồn thực phẩm sạch, ngon và hải sản tươi sống để phục vụ khách hàng. Chúng tôi luôn là chú trọng đến nguồn thực phẩm đầu vào. Thực phẩm thì luôn chọn các nguồn hàng là xanh và sạch sẽ, nhất là ưu tiên cho các đầu tiêu dùng của trong thị xã, người dân nuôi được và trồng được. Trong đó trong thời gian tới thì chúng tôi luôn luôn sẽ cố gắng phát triển dịch vụ cho nhà hàng, nâng cao dịch vụ để cho khách du lịch đến là tham quan và ăn uống cảm thấy là thoải mái. Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 766 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cơ sở chế biến thực phẩm. Trong đó có 190 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 42 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Để các hoạt động kinh doanh dịch vụ diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo văn minh trong lễ hội sắp tới, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết công khai giá cả, tránh tình trạng tăng giá chèn ép khách hàng. Bên cạnh đó, công khai số điện thoại, đường dây nóng để du khách phản ánh những bất cập trong hoạt động kinh doanh đến cơ quan chức năng. Đối với lại công tác đảm bảo các cơ sở lưu trú dịch vụ rồi nhà hàng, khách sạn thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo, tức là tất cả các cái khách sạn, các nhà hàng là phải niêm yết giá, không được tăng giá dịch vụ. Và chúng tôi có niêm yết đường dây nóng, khi mà các cái đơn vị mà tăng giá dịch vụ hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phản ánh thì chúng tôi sẽ xử lý. Và đối với thị xã Nghĩa Lộ thì việc này thì cũng chưa bao giờ xảy ra cái việc là bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi chúng tôi là có những cái tiểu ban và chúng tôi đi kiểm tra đối những đơn cơ sở, những đơn vị là có vi phạm là chúng tôi xử lý ngay. Cho nên là du khách đến với Nghĩa Lộ, đến với Mường Lò là yên tâm khi mà tham gia các cái hoạt động cũng như là nghỉ lại ở Nghĩa Lộ rồi thưởng thức các món ăn ẩm thực của thị xã Nghĩa Lộ. Dự báo trong lễ hội năm nay, lượng du khách đến thị xã Nghĩa Lộ tham gia các hoạt động tăng cao. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị của vùng gạo trắng nước trong Nghĩa Lộ Mường Lò.